Sáng ngày 5 tháng 3, chia sẻ với báo chí, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh và điều tra vụ việc hai người đi xe máy hành hung lái xe taxi G7 một cách côn đồ khiến cho người này bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết với nội dung tìm kiếm danh tính của hai kẻ đi xe máy đã tấn công tài xế taxi G7, khiến cho người này nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người chia sẻ bài viết được biết là em trai của nạn nhân. Theo chia sẻ của chủ tài khoản LH, sự việc xảy ra vào khoảng 16 tới 17 giờ ngày 4 tháng 3 trên tuyến đường ven Hồ Tây, phía cuối phố Tô Ngọc Vân. Nội dung bài viết trên mạng xã hội nêu rõ, lái xe taxi G7 bị hai người đi xe máy biển số 36 đánh tới mức chấn thương sọ não 80-90%, không qua khỏi được. Nhờ cư dân mạng nếu ai quay được video sự việc thì cho bạn LH xin. Người nhà nạn nhân khác cho biết, các bác sĩ thông báo nhiều khả năng tài xế taxi không qua khỏi, chỉ chờ để khám nghiệm. Người nhà cũng đã được thông báo để chuẩn bị hậu sự. Người này chia sẻ, cho đến nay, gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân dẫn tới sự việc này và khẳng định việc tấn công người tới mức nguy kịch là một hành động rất côn đồ, coi thường pháp luật. Người nhà của nạn nhân bức xúc chia sẻ, dù có điều gì đi nữa cũng không thể chấp nhận được việc đánh một người một cách tàn bạo như vậy. Tôi mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm xác minh được danh tính của hai kẻ tấn công anh tôi để họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.